Sao Nhí Hoa Ngữ lột xác thành các doanh nhân thành đạt. Thứ nhất, Hồng Hải Nhi của Triệu Hân Bồi. Chắc hẳn những mọt phim Tây Du Ký phiên bản 1986 còn nhớ nhân vật Hồng Hải Nhi với gương mặt lém lỉnh của nam diễn viên Nhí Triệu Hân Bồi. Đáng tiếc là sau bộ phim trên, anh không còn tham gia bất kỳ bộ phim nào, chỉ chú tâm học tập và xây dựng sự nghiệp ngoài lĩnh vực giải trí. Chàng trai sinh năm 1977 sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đã học tiếp bằng thạc sĩ tại Sở Nghiên cứu Phần mềm tại Viện Khoa học Trung Quốc. Hiện tại, Triệu Hân Bồi đã trở thành CEO của một công ty mạnh lớn được thành lập từ năm 2014. Anh được nhiều người ngưỡng mộ và đánh giá là sao Nhí có học vấn cao nhất của CBiz. Thứ hai, cậu nhóc mái danh Cung Ngạo. Cung Ngạo ngay từ nhỏ đã gây ấn tượng với đông đảo người hâm mộ nhờ kiểu tóc mái danh đặc biệt, giúp cậu góp mặt trong nhiều bộ phim và là MC của các chương trình thiếu nhi nổi tiếng, hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng như Lâm Thanh Hà, Lưu Đức Hoa. Sau các vai diễn đình đám, Cung Ngạo cũng rời xa làng giải trí và chú tâm học tập. Hiện tại, Cung Ngạo đã là một chàng trai 27 tuổi và mở công ty riêng, chính thức là giám đốc công ty văn hóa kinh doanh các lĩnh vực âm nhạc, thiết kế thời trang, quảng cáo và truyền thông. Thứ ba, Ngụy Nam, sao Nhí phim Quỳnh Dao. Ngay từ năm lên 6 tuổi, cậu bé Ngụy Nam đã bắt đầu gia nhập làng giải trí, góp mặt trong vai Tiểu Thiên Bạch trong bộ phim Sáu Giấc Mơ của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Nhiều năm nay, Ngụy Nam lui về hậu trường và làm công tác biên tập phim. Năm 2009, anh trở thành trợ thủ đắc lực của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, giúp ông hoàn thành bộ phim Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ năm 2009 và chính thức mở công ty đầu tiên sản xuất chero phim ở Trung Quốc đại lục. Giám đốc trẻ 36 tuổi cũng được coi là người sản xuất chero phim số 1 Trung Quốc. Theo Baidu, chỉ với một chero phim có thời lượng khoảng hơn 2 phút, Ngụy Nam đã thu về doanh thu hàng triệu tệ. Đến nay, công ty của Ngụy Nam đã thâu tóm 50% các chero phim từ các công ty sản xuất phim ở Trung Quốc. Thứ tư, Tiểu Đường Tăng, Thái Viễn Hằng. Thái Viễn Hằng từng được biết đến là một sao Nhí đình đám của làng giải trí Trung Quốc đại lục. Anh từng được biết đến với vai diễn đại thiếu gia Tiểu Bá Kiện trong bộ phim Uyển Quân và vai Tiểu Đường Tăng thả cá trong bộ phim Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết sản xuất năm 1983. Sau khi tốt nghiệp đại học, nam diễn viên sinh năm 1975 dần rời xa làng giải trí và chính thức theo con đường kinh doanh. Ít năm sau, anh đã trở thành một nhân vật có máu mặt và dày dặn kinh nghiệm trên thương trường. Hiện tại, Thái Viễn Hằng đang là giám đốc điều hành một tập đoàn có quy mô lớn ở Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, Thái Viễn Hằng còn có người vợ là nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Xuyến. Cô từng thủ vai Đồng Tịch Coco trong bộ phim cổ trang đình đám Chân Hoàn Truyền Kỳ. Thứ năm, Dương Mịch. Hoa đán Dương Mịch đã không còn xa lạ với nhiều khán giả bởi cô xuất thân vốn là sao Nhí tên tuổi. Ngay từ năm lên 4 tuổi, cô bé Dương Mịch đã thủ vai công chúa Hàm Nghi trong bộ phim cổ trang Đường Minh Hoàng và sau đó là vai con gái của Châu Tinh Trì trong bộ phim Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi. Hiện tại, Dương Mịch được xếp vào những hoa đán thế hệ sinh sau năm 1980 nổi tiếng nhất CBiz. Một nữ diễn viên hốt bạc lừng danh làng giải trí Hoa Ngữ, một nữ giám đốc tài năng đứng đầu công ty sản xuất phim khi mới bước vào tuổi 25. Năm 2015, bà mẹ một con đã mua thêm công ty điện ảnh mới sát nhập vào công ty hiện tại với kế hoạch mở rộng thị trường điện ảnh. Đến nay, tập đoàn của Dương Mịch đã nắm trong tay nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau trong lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Thứ 6, Tiểu Uyển Quân, Tạ Linh Linh. Nhắc đến nhân vật cô bé Tiểu Uyển Quân, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến sao Nhí Kim Minh. Thực tế, trước đó, nữ diễn viên xinh đẹp xứ Đài là Tạ Linh Linh đã từng làm nên thành công cho vai diễn này khi bà mới lên 8 tuổi, tạo tiếng vang trong bộ phim Em Gái Uyển Quân, mang lại cho nữ diễn viên sinh năm 1956 giải Kim Mã hạng mục sao Nhí xuất sắc nhất. Tạ Linh Linh từng kết hôn với đại gia Hồng Kông Lâm Kiến Nhạc và ly hôn vì sự xuất hiện của người thứ ba. Từ sau cú sốc tình cảm, bà dần thoát khỏi hình tượng một tiểu thư trong sáng trong các bộ phim tình ái Lâm Ly của Quỳnh Dao, tham gia đầu tư bất động sản ở Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông và Thượng Hải. Sau đó không lâu, Tạ Linh Linh trở thành một bà hoàng nhà đất có tiếng trong cộng đồng người Hoa. Bà còn được giới truyền thông xứ Đài coi là người phụ nữ độc lập thành công nhất Đài Loan. Thứ 7, Tiểu Anh Tử, Thẩm Cát. Những năm thập niên 80, vai diễn Tiểu Anh Tử trong bộ phim Chuyện Cũ Thành Nam đã giúp cô bé Thẩm Cát khi đó mới 10 tuổi trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc. Thẩm Cát sở hữu gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt mở to và được coi là sao Nhí đáng yêu nhất lúc bấy giờ. Sau khi người đẹp tốt nghiệp cấp 3, cô tiếp tục đến Nhật Bản học đại học và sau đó tuyên bố giải nghệ.
Sau này, Thẩm Cát mở công ty văn hóa và trở thành giám đốc điều hành, mua bản quyền nhiều tác phẩm của mẹ đẻ Chuyện Cũ Thành Nam là Lâm Hải Âm để chuyển thể thành phim. Thẩm Cát cũng kiêm vai trò nhà sản xuất cho những bộ phim chuyển thể. We'll be right back.